Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Liệu Nguyễn Thị Thanh Nhàn có sẽ bị cơ quan an ninh của Cộng sản Việt Nam bắt cóc đem về để xử như là họ đã từng làm với Trịnh Xuân Thanh hay không? Vào ngày hôm nay, cả thế giới đều biết rằng là bên Bộ Công an Cộng sản Việt Nam của Tô Lâm lại vừa kêu thêm một tội nữa dành cho bà nhàn và dạ, lần này thì rõ ràng tô lâm quyết tâm bắt cho bằng được bà nhàn trong lúc bà nhàn lại đang được chính quyền của nước đức bảo vệ tối đa bên cạnh đó bà nhàn lại có thêm một lớp bảo vệ nữa lớp bảo vệ này đến từ thủ tướng cộng sản việt nam phạm minh chính tin này đúng thật ra sao mối quan hệ giữa bà nhàn và phạm minh chính là mối quan hệ gì mà phạm minh chính phải ra tay để bảo vệ bà nhàn đến mức như vậy chuyện gì xảy ra nội bộ đấu đá giữa tô lâm và phạm minh chính ra sao vì sao tô lâm phải bắt cho bằng được bà nhàn và vì sao phạm minh chính phải bảo vệ bà nhàn tới cùng và vì sao nước đức nhảy ra và cương quyết không để cho Cộng sản Việt Nam bắt cóc Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước. Thanh Tùng sẽ kể quý vị nghe. Tuy nhiên, trước hết cho chúng tôi giới thiệu với quý vị, bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mệt mỏi kinh niên, đau bao tử hay các vấn đề về sức khỏe khác, hay chỉ là muốn kiện thân khỏe mạnh hơn, thì sản phẩm hạt mầm gạo lứt Bio 2 này là dành cho bạn. Xin gọi 1 338 4121 để biết thêm chi tiết và sản phẩm cũng hiện đang có bán tại tiệm Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town bên ngoài Grand Century Mall. Vạn Hòa Lâm là nơi đáng tin cậy khi quý vị muốn tìm kiếm những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng. Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town 979 Road Unit 7087, điện thoại 408-294-2354. Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới. 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh DMV và đối diện Costco 408 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craig Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408 293 5900. Thứ gì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam họ lại vừa đưa ra lời kêu gọi. Không biết thứ bao nhiêu rồi họ kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế, gọi tắt là AIC. Về đầu thú sau khi truy tố bà này trong vụ án thứ ba. Theo báo Công an nhân dân, vào ngày hôm nay là ngày thứ năm, 31 tháng 8, thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn năm nay 54 tuổi được kêu gọi ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa tại các phiên tòa sắp tới. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cũng đe dọa rằng nếu bà Nhàn tiếp tục bỏ trốn thì sẽ bị các cơ quan tiến hành tố tụng coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đáng nói, đến nay Bộ Công an Cộng sản Việt Nam chỉ ước mở về chuyện họ chưa bắt được bà Nhàn và cũng không cho biết hiện bà này đang trốn ở quốc gia nào. Trong vụ án mới nhất, thì bà Nhàn bị truy tố với cáo buộc là chỉ đạo cấp dưới dùng các công ty con làm quân xanh để công ty của bà là AIC trúng thầu tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ninh. Dân ở hải ngoại mà nghe Bệnh viện Sản Nhi là thấy sản hồn luôn hả quý vị? Đó là chữ viết tắt của người trong nước có gì phụ sản và nhi đồng đó là chăm sóc cho sức khỏe của bà mẹ và trẻ em trong nước bây giờ người ta bận rộn dữ lắm cho nên cái gì cũng viết tắt hết trơn đó thí dụ như là tình trạng khẩn cấp thì trong nước họ dùng chữ khẩn Họ bỏ chữ cấp đi rồi ai muốn hiểu sao đó hiểu bệnh viện phụ sản và nhi đồng thì họ lấy chữ sản họ ghép với chữ Nhi thành Bệnh viện Sản Nhi thuộc tỉnh Quảng Ninh. Thí dụ, quý vị nghe chữ Ban Khoa Giáo của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đi xa ở hải ngoại mà nghe chữ khoa giáo thì biết khoa giáo là cái khoa gì. Đúng không quý vị? Mình có khoa học nhưng mà khoa giáo là khoa gì thì té thì té ra đó là ban khoa học và giáo dục gồm lại gọi là ban khoa giáo. Thí dụ như vậy thì trường hợp này là sẵn nhi đâu có gì. Thì theo báo đài trong nước ngoài bà nhàng, trong vụ án này còn có 3 người bị truy tố đang bỏ trốn gồm có Nguyễn Hồng Sơn, cựu phó tổng giám đốc công ty AIC, Trương Thị Xuân Loan là trưởng ban quản lý dự án 3 và Nguyễn Thị Tích là tổng giám đốc công ty Mofa. Báo tư trẻ hôm 31 tháng 8 dẫn lời khai có hai bị can là Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Thị Thu Phương là hai thuộc cấp của Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là đã về đầu thú sau thời gian trốn ra ngoài quốc. Theo đó thì bà nhận được cho là đã ra lệnh miệng làm như thế nào là việc của chúng mày. Khi hồ sơ, khi yêu cầu thuộc cấp là phải tìm mọi cách hợp thức hóa hồ sơ, tham gia dự thầu các gói thiết bị y tế tại tỉnh Quảng Ninh. Hồi đầu tháng 8, tờ báo TASS của Đức Quốc cho hay Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ẩn nấu ở nước Đức sau một thời gian ở Anh Quốc và đối diện nguy cơ bị bắt cóc về Việt Nam. Bản tin của báo này cho biết họ dựa trên các nguồn tin và tài liệu riêng, đồng thời báo TASS cũng tiết lộ nhờ được thông báo trước cho nên Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng với năm thuộc cấp tại công ty tiến bộ quốc tế gọi tắt là AIC đã lên phi cơ đi ra ngoài quốc trước khi bị công an tới bắt và xét nhà vào ngày 29 tháng 4 năm 2022 liên quan tới vụ thông thầu xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Nai gây thiệt hại cho nhà nước 152 tỷ đồng, là tương đương với khoảng 6 triệu rưỡi Mỹ Kim. Vì không bắt được, cả bà Nhàn cũng như mấy người kia đã bị công an ra lệnh truy nã đặc biệt. Theo bản tin thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn là gà của phe này, nhưng lại là cái gai trong mắt của phe kia trong đảng cần phải bị loại bỏ. Người ta biết có hai phe đấu đá với nhau để tranh cái ghế tổng bí thư khi Nguyễn Phú Trọng phải về giường hoặc là chết bất đắc kỳ tử. Bà nhàn và công ty AIC Group vốn được trao đủ thứ danh hiệu nhau có gì? Nào là gương mặt trẻ Việt Nam nổi bật nhất, sau đó doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu nhất, thương hiệu quốc gia xuất sắc nhất, chưa kể đủ loại quân chương, quy chương, bằng khen có đủ mọi cấp, rồi đột nhiên bị xem là tội phạm, bị tấn công vì là tình nhân của đương kim thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Hồi cuối năm 2022 bà Nhàn bị tòa án Hà Nội tuyên khiếm diện 30 năm tù trong vụ bệnh viện đa khoa Đồng Nai với cáo buộc chủ mưu vụ án gồm hai tội danh là vi phạm quy định đấu thầu và đưa nhận hối lộ. Đến giữa tháng 4, bà Nhàn tiếp tục bị công an khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học ở Sài Gòn. Nhắc lại vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn, kiều chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là AIC, Bà vừa bị truy tố trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi ở Quảng Ninh. Truyền thông nhà nước vào hôm qua 30 tháng 8 cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cùng ngày vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bà Nhàn trong vụ án này. Đây là vụ án thứ ba của bà Nhàn. Người đang bỏ trốn lệnh truy nã bị công an khởi tố. Hồi đầu năm nay, bà Nhàn đã bị tuyên án tù vắng mặt 30 năm trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Bà Nhàn cũng bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học Sài Gòn. Theo cáo trạng được báo nhà nước trích đăng, vụ án xảy ra tại Quảng Ninh vào năm 2012, thời kỳ mà đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính đang là bí thư của Quảng Ninh. Khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt một dự án đầu tư để mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện sản nhi, với số vốn đầu tư lên tới 238 tỷ đồng tương đương với 9.881.688 Mỹ Kim. Dự án này được chia thành 2 giai đoạn và gần tổng cộng 6 gói thầu mua sắm trực tiếp. Công ty AIC của bà Nhàn đã tham gia thầu và chiến thắng tất cả 6 gói thầu trong dự án. Trong đó, có 4 gói thầu được tiến hành theo phương thức đấu thầu rộng rãi và 2 gói thầu được thực hiện qua việc mua sắm trực tiếp với tổng số tiền là 232 tỷ đồng, tương đương với... 9 triệu 632 ngàn 570 Mỹ Kim. Bà nhận bị cáo buộc đã chỉ thị cấp dưới móc ngoặt với giới chức chính quyền địa phương để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu, đáp ứng yêu cầu về đấu thầu. Bà nhận cũng bị cáo buộc là chỉ thị cho thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC làm quân xanh cho công ty này trúng thầu. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, và các đồng phạm bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng, tức là tương đương với 2 triệu 075 985 Mỹ Kim trong vụ án này. Cụ thể, theo cáo trạng bà nhàn là người có vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu. Sau ít phút quảng cáo, Thanh Tùng trở lại và mới kể của gì nghe bà nhàn này là gì của đương kim Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính để cho thủ tướng bây giờ phải bảo vệ bà tới cùng nhớ đón xem Thanh Tùng kính gọi là chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV chào mừng đến phần 2 tiết mục Hot News với Thanh Tùng câu chuyện liên quan tới vụ án của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong khi Tô Lâm bên Bộ Công an quyết tâm bắt cho bằng được Thì nước Đức bảo vệ tới cùng Và Phạm Minh Chính cũng cho tay chân mật vụ bảo vệ cho bà nhàn Mối quan hệ giữa họ với nhau là gì? Tại sao có câu chuyện đấu đá với nhau căng và kịch liệt đến như vậy? Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News giới thanh tùng vào giờ này Tái chế đúng cách tại xe thông xe thật dễ dàng Chỉ cần làm theo 3 bước đơn giản này một, hãy chắc chắn rằng đó là món đồ có thể tái chế. Nếu quý vị không biết, hãy truy cập sanjoserecycles.org. Hai, hãy chắc chắn rằng món đồ đó sạch sẽ bằng cách đổ bỏ và vét sạch mọi thứ đồ ăn hay chất lỏng khỏi món đồ tái chế. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tái chế. Hãy nhớ rằng San Jose tái chế sạch, không dính thức ăn, không còn chất lỏng, không vấn đề gì. Tìm hiểu thêm tại sanjose recycles.org Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và Pad tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam Thao trên đường Story Road San Jose 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm mềm sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng 408 528 9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholi Road 408 270, chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 9999. Paloma Cafe ngay mặt tiền của thương xá Grand Saint Primor San Jose chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 0922. Thưa quý vị, tin bà Nhàn hiện đang ở Đức Quốc, được trang báo của Đức là TAS, đưa tin ngày 6 tháng 8 năm 2023 làm xôn xao dư luận. Chưa biết nguồn tin của báo TAS chính xác tới mức nào, nhưng bản tin này hé lộ nhiều điều thú vị về Nguyễn Thị Thanh Nhàn, về nhóm người có liên quan tới bà Đào Thoát, tới Phạm Minh Chính và Triều Đình Đỏ. Thêm vào đó là chuyện thâm cung bí sử của chế độ Cộng sản. Thú vị lắm quý vị. Hiện nay Hà Nội đã chặn trang web này rồi và ai ở trong nước muốn vào xem thì phải biết cách để dược tường lửa. Theo báo TASS của Đức Quốc thì vào tháng 5 năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng với 7 nhân viên cốt cán của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là AIC đã cao chạy xa bay trước khi Viện Kiểm sát công bố lệnh bắt giữ để điều tra vụ án gian lận và tham nhũng trong đấu thầu xây dựng bệnh viện. Rõ ràng là họ đã được thông báo trước và có đủ thời gian dọn dẹp sổ sách, tẩu tán tiền bạc trước khi lên đường lưu vong. Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho người đi lùng sục khắp nơi gửi lệnh truy nã đến cơ quan Interpol nhờ trợ giúp, quyết tâm bắt cho bằng được bà Nhàn và đám nhân viên của AIC này. Hơn một năm sau, vẫn không bắt được bà Nhàn. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2023, báo chí trong nước đồng loạt loan tin là kế toán trưởng của công ty AIC là Đỗ Văn Sơn, một trong bảy người trốn lệnh truy nã ra đầu thú. Nếu là trước đây, thì chắc là người dân cũng tin đó là sự thật. Nhưng sau vụ an ninh Cộng sản Việt Nam qua Đức Quốc, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi năm 2017, rồi cũng loan tin là Trịnh Xuân Thanh về đầu thú. Sau đó, là vụ bắt cóc ký giả Trương Duy Nhất năm 2019 và YouTuber Thái Văn Đường năm 2023 ở Thái Lan, thì người ta không còn tin gì, những gì mà Công an Cộng sản Việt Nam tuyên bố nữa. Về chuyện Đỗ Văn Sơn, báo TASS cho biết, Tòa đại sứ các tiểu dân quốc Ả Rập Thống Nhất đã xác nhận với báo TASS rằng, vào tháng 6 vừa qua, họ đã bàn giao ông Sơn cho mật vụ Cộng sản Việt Nam theo yêu cầu để dẫn độ ông này về nước. Như thế, rõ ràng Tô Lâm nói láo khi dựng chuyện kế toán trưởng AIC ra đầu thú. Các tiểu dân quốc Ả Rập Thống Nhất là nước duy nhất đồng ý dẫn độ nghi can bị kết tội tham nhũng. Hoa Kỳ cũng đã được Việt Nam nhờ giúp bắt một người đàn ông trong nhóm AIC đào thoát qua bên này, nhưng bị từ chối. Nước Đức lại càng nói không vì họ đã quá chán ngán bộ mặt của đám an ninh Cộng sản Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay trên đất nước của họ vào năm 2017 lý do hoa kỳ và đức quốc không đồng ý giúp cộng sản việt nam bắt nghi can và dẫn độ họ về nước gì họ có những bằng chứng cho thấy vụ án tham nhũng chỉ là một dở kịch giả che đậy cuộc đấu đá tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm trong thượng tầng lãnh đạo của đảng cộng sản thế thì tại sao họ lại phải giúp điều này cũng đã được báo TASS giải mã một phần trong bài viết như sau những lời buộc tội này có thực sự là lý do của cuộc đàn áp hay chúng chỉ là một cái cớ 6 tháng trước báo TASS nhận được tin từ Hà Nội một bài viết của người ẩn danh chỉ trích chính quyền và giải thích lý do tại sao người phụ nữ là bà nhàn và nhóm người của bà lại bị truy nã. Bài báo dài 12 trang mô tả cuộc tranh giành quyền lực để kế nhiệm chức vụ cao nhất quyền lực nhất của đảng Cộng sản. Đó là Tổng Bí Thư hiện đang do Tổng Trọng Nguyễn Phú Trọng 79 tuổi nắm giữ. Dẫn theo báo này, thì Phạm Minh Chính, Thủ tướng đương nhiệm là một trong những người đang nhắm tới ngôi bá chủ Nguyễn Phú Trọng đang nắm giữ. Nếu Phạm Minh Chính lên nắm quyền, sinh sát thì người đầu tiên, ông này sẽ triệt hạ đó là Tô Lâm. Bởi thế, Tô Lâm mới quyết tâm tìm và bắt bằng được bà Nhàn để Phạm Minh Chính hết đường lên ngôi trí tôn. Bà Nhàn là người môi giới giúp cho Phạm Minh Chính và Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam mua vũ khí quan trọng từ Do Thái. Bà nắm toàn bộ bí mật của các hợp đồng mua bán này, do đó khi bà Nhàn bị khởi tố và có lệnh truy nã, bà và đám nhân viên đã được cho biết trước để chuồn ra khỏi Việt Nam trước khi có lệnh truy nã tới các cửa ngõ xuất nhập cảnh. Bà Nhàn lại là người tình lâu năm của Phạm Minh Chính, được tin là có với nhau một đứa con gái. Thế nên đối với Phạm Minh Chính, tính mạng của bà Nhàn rất quan trọng và phải bảo vệ tới cùng. Theo thông tin của báo TASS, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã sang Đức Quốc được vài tháng và sống tại một thành phố lớn Trước đó bà được cho là đã trốn sang Nhật Bản rồi đến Luân Đôn, nơi con gái của bà được cho là đang sống. Mặc dù Cộng sản Việt Nam cũng được cho biết về việc bà Nhàn đã đến nước Đức. Báo Thas cho biết rằng cơ quan an ninh Cộng sản Việt Nam để yêu cầu Đức Quốc bắt bà Nhàn và cho phép họ dẫn độ bà về nước, nhưng yêu cầu này đã bị văn phòng tư pháp liên bang từ chối. Theo giới chức của Đức Quốc, kể từ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017, các yêu cầu dẫn độ về Việt Nam nói chung đều bị từ chối. Không những thế, Bộ Ngoại giao của nước Đức còn cảnh báo Cộng sản Việt Nam rằng chính phủ liên bang không tha thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào của các quốc gia ngoại quốc trên lãnh thổ của nước Đức. Tuy nhiên, chính phủ Đức Quốc vẫn không loại trừ khả năng tô lâm sẽ chơi lại trò bắt cóc thêm một lần nữa bất chấp hậu quả. Cơ quan an ninh Đức Quốc được cho là đã liên lạc với bà Nhàn để đưa ra lời cảnh báo đồng thời tổ chức lực lượng bảo vệ bà kỹ hơn. Họ không muốn để xảy ra vụ trịnh xuân thanh thứ nhì trên đất nước của họ. Có một cơ quan khác tại Việt Nam cũng lo lắng về việc bà Nhàn sẽ bị bắt cóc, đó là cơ quan tình báo quân đội. Bộ Quốc phòng và đương nhiên là cả Phạm Minh Chính lo, nếu bà Nhàn bị đưa về nước không sớm thì muộn, những bí mật về các hợp đồng nhập cảng vũ khí từ do Thái về Việt Nam sẽ bị phe Nguyễn Phú Trọng biết hết. Lúc đó thì tính mạng của Phạm Minh Chính và lãnh đạo của Bộ Quốc phòng sẽ nằm trên thớt nhà Tô Lâm. Thế nên, họ phải bảo vệ người đàn bà này bằng mọi cách và có thể giờ đây, bên cạnh bà Nhàn đã có ít nhất hai người cận vệ bảo vệ bà 24 trên 24, chưa kể lực lượng bảo vệ dòng trong, dòng ngoài. Như thế, bà nhận được hai cơ quan bảo vệ thứ nhất, đó là cơ quan an ninh Đức Quốc và thứ nhì là tình báo quân đội Việt Nam. Bà cũng bị mật vụ thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tìm cách bắt cóc đưa về nước. Theo đánh giá của báo TASS lần này, mật vụ Cộng sản Việt Nam nếu muốn ra tay sẽ gặp khó khăn hơn trước rất nhiều, mà chưa chắc đã thành công vì sau vụ Trịnh Xuân Thanh, họ đã hết người nằm dùng tại Đức Quốc và nước láng giềng là Slovakia. Cuộc đấu trí giữa hai thế lực trong đảng ngày càng trở nên kịch tính. Giới Tô Lâm và Phạm Minh Chính, đây là trận quyết chiến cuối cùng để giành ngôi vị độc tôn trong đảng. Thế nên, dù ngoài miệng họ gọi với nhau là đồng chí, nhưng họ sẵn sàng làm mọi chuyện để sống còn. Đó là phần mà tờ báo của Đức Quốc là tờ báo TASS 12 trang kể lại chi tiết cuộc đấu đá giành quyền lực trong nội bộ của triều đình đỏ ra sao. Họ cũng dạch trần luôn mối quan hệ giữa Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã và đương kim Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính ra sao. Đó là lý do có gì thấy tại sao Tô Lâm cương quyết bắt cho bằng được Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Còn ngược lại, Phạm Minh Chính cho mật vụ bảo vệ bà Nhàn và rồi Chính quyền sở tại là nước Đức nơi bà nhàn đang tị nạn ở bên đó cũng bảo vệ bà. Như vậy, nó không khác gì câu chuyện trong phim và chúng ta lại nín thở để chờ xem trong những ngày tới. Tô Lâm liệu có đạt được mục đích của mình là bắt cho bằng được Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước hay không? Liệu Phạm Minh Chính có ngồi yên để Tô Lâm bắt người tình của mình hay không? Chúng ta chờ xem phim còn dài nha quý vị. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị Hot News với thanh tùng vào ngày mai